Hôm nay là tập đoàn 118 Tân Liên. Tập đoàn 118 coi như là chúc anh em mạnh khỏe, chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe, may mắn nha. Chúc toàn dân Việt Nam và toàn dân người trên thế giới và người ngoài không gian vũ trụ may mắn hạnh phúc. Quay ở mình đấy đi. Hôm nay xuống Thăng Long cũng bảo hôm nay là trẻ lắm. Tôi về qua đây em không phải là con đường. Đấy, quay ở kia đấy đi. Hôm nay là coi như là có tiền hơi đông vui. Có đào nhá, có đào nhá. Không được rồi, tao rót rót nữa. Rất là vui và hạnh phúc có anh em bạn bè bên cạnh. Anh không về kịp. Thôi nhá, chúc quý vị và các bạn may mắn, vui lòng may mắn nhá.